là một trong hai vùng kinh tế động lực của tỉnh, thành phố Con Tum dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn. Năm học 2023-2024, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, địa phương đầu tư gần 130 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học. Cụ thể, thành phố dành khoảng 123 tỷ đồng sửa chữa và xây mới nhiều phòng học, nhất là đầu tư nâng cấp các phòng chức năng, phòng hiệu bộ, đồng thời đầu tư 6 tỷ đồng để các trường mua sắm trang thiết bị dạy và học. Năm học này, thành phố Con Tum có hơn 70 trường học với gần 2.000 lớp. Trên 37.700 học sinh thuộc 3 cấp học, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trong đó học sinh dân tộc thiểu số hơn 14.500 em.